thám tử Smith được điều đến một ngôi nhà để điều tra một vụ trộm nọ. Ông Brooke tuyên bố rằng ai đó đã đột nhập vào chỗ ở của mình và lấy cắp chiếc đồng hồ đắt tiền của ông. Khi thám tử đến, anh thấy rằng cửa trước đã mở và có những dấu chân đầy bùn dẫn đến phòng khách. Anh cũng nhận thấy có một ít bùn trên cầu thang nữa. Sau khi tìm kiếm khắp nhà, thám tử Smith nhanh chóng tìm ra kẻ trộm là ai. Anh đi lên lầu và bắt con trai của ông Brooke. Tại sao anh lại làm thế? Vị thám tử nhận thấy rằng không có dấu chân nào dẫn ra khỏi nhà cả. Điều này cho thấy tên trộm vẫn còn ở bên trong. Bốn người bạn ra ngoài ăn trưa. Hãy nhìn vào hình ảnh và thử đoán xem ai là người giàu nhất nhé. Đó là bạn bên phải. Người đầu tiên có iPhone giả. Rõ ràng là không giàu rồi. Người bên cạnh thì mang đôi giày bị rách. Điều đó có nghĩa là cô ấy không thể mua đôi mới. Người bạn thứ ba có một chiếc ví rỗng. Chắc hẳn cô ấy sẽ nhờ một người bạn nào đó thanh toán một phần hóa đơn cho mình. Và người thứ tư có nhiều thẻ đen quá trời. Tài phiệt thứ thiệt à nha. Freddy đến lâu đài gần nhà để trả lại chú mèo bị lạc. Anh được một ông già chào đón và mời vào nhà. Nhưng khi anh bước vào trong, ông lão biến thành một pháp sư độc ác, nhốt Freddy bên trong lâu đài. Sau đó, pháp sư độc ác nói: "Nếu ngươi hoàn thành 3 nhiệm vụ mà ta giao cho, ta sẽ cho ngươi về nhà. Nếu không, ngươi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Giúp ta tìm kính của mình trong đống rau này. Bạn có thể giúp Freddy không?" Chúng đây rồi, ngay bên cạnh quả bí ngô này. Đối với nhiệm vụ tiếp theo, Freddy phải pha chế một loại thuốc và các thành phần phải được thêm vào theo đúng thứ tự. Pháp sư đưa cho Freddy một tờ giấy có ghi công thức. Bạn có thể giúp Freddy làm loại thuốc này không? Bạn phải làm theo màu sắc của vạc ấy. Vì vậy, trước hết, bạn cần thêm kari. Như vậy thuốc sẽ chuyển sang màu vàng. Sau đó, bạn thêm một ít việt quất và nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và cuối cùng, thêm một ít cà chua để nước dùng có màu nâu. Giỏi quá Freddy ơi! Nhiệm vụ thứ ba của Freddy là tìm một cuốn sách trong căn phòng bừa bộn này. Bạn có làm được không? Nó đang ngồi ngay đằng sau đèn sàn kia kìa. Chúc mừng nhé, bạn giải phóng được Freddy rồi. Thứ ba, Sam và Peter đến một nhà hàng ăn tối. Sau khi ăn xong, hóa đơn đã được thanh toán. Nhưng Sam và Peter đã không phải trả tiền. Vậy, ai đã thanh toán cho họ? Bạn của họ, thứ ba ấy, bất ngờ ghê à. Atlas tỉnh dậy trên gác mái của một ngôi nhà bỏ hoang. Anh cố gắng tìm cách ra khỏi nhà, nhưng tất cả những gì anh có thể tìm thấy là một căn phòng có 3 cánh cửa. Mỗi cánh cửa ẩn chứa một mối nguy hiểm khác nhau. Các cửa sổ và sàn phía sau cánh cửa đầu tiên được làm hoàn toàn bằng kính lúp. Điều đó có nghĩa là ánh sáng mặt trời có thể sẽ thiêu đốt anh ta nếu bước vào. Cánh cửa thứ hai che giấu một căn phòng đầy khí độc. Và đằng sau cánh cửa thứ ba, có một con sư tử đói. Atlas phải làm gì để trốn thoát? Anh ta nên đợi cho đến khi trời tối và sử dụng cửa số 1. Sydney nói với mẹ rằng đội thể dục dụng cụ của cô sẽ đến trại thể thao vào cuối tuần. Cô ấy nhờ mẹ giúp chuẩn bị hành lý cho chuyến đi.
mẹ cô đã gói ghém mọi thứ mà bà nghĩ con gái mình sẽ cần. Khi Sydney trở về, cô ấy đã kể cho mẹ nghe tất tần tật về chuyến đi. Nhưng đâu đó trong cuộc trò chuyện, cô đã hỏi mẹ tại sao lại không bỏ bàn chải đánh răng vào hành lý. Người mẹ ngay lập tức biết rằng Sydney nói dối về việc cô đã thực sự đi đâu vào cuối tuần đó. Sao lại thế? Bởi vì mẹ của Sydney có gói theo bàn chải đánh răng, nhưng bà đã đặt nó dưới bộ quần áo thể dục dụng cụ của Sydney. Nếu Sydney thực sự đến trại thể thao, cô ấy sẽ phải dùng quần áo và sẽ tìm thấy bàn chải đánh răng. Kimberly phát hiện ra ba chiếc túi trong một căn gác cũ cùng với một tờ giấy nhắn. Ghi chú nói rằng có $1,000,000 bên trong một trong các túi. Nó cũng nói rằng hai túi khác trống rỗng. Cô chỉ có một cơ hội để tìm ra chiếc túi nào có tiền mặt thôi. Kim biết rằng chỉ một trong những thông điệp được viết trên túi là thật. Trên chiếc túi đầu tiên có ghi, không có tiền ở đây. Trên chiếc túi thứ hai có ghi, không có tiền ở đây. Chiếc túi cuối cùng ghi, tiền ở trong túi thứ hai. Nếu bạn là Kimberly, bạn sẽ chọn túi nào? Bạn nên chọn chiếc túi đầu tiên. Nếu chỉ một trong những manh mối là đúng, thì tiền sẽ ở trong túi đầu tiên. Becca vừa mới về sau chuyến đi 2 tuần tới Ai Cập. Trong chuyến đi của mình, cô ấy đã mua một viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp và muốn khoe nó với các bạn của mình. Cô quyết định tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho những người bạn thân nhất của mình thôi. Ngày hôm sau, cô nhận thấy rằng viên ngọc lục bảo đã không cánh mà bay. Becca ngay lập tức quyết định gọi thám tử để giúp cô tìm ra tên trộm. Cô cho anh xem một số bức ảnh cô đã chụp đêm hôm trước. Viên thám hãy nhìn chuỗi các chữ cái trên màn hình. Ba chữ cái tiếp theo là gì? Mỗi chữ cái đại diện cho một số, tính từ số 1. M đại diện cho 1, H là 2, B là 3, B là 4, N là 5, S là 6 và B đại diện cho 7. Vậy ta phải có T cho 8, C cho 9 và M cho 10. Ôn lại bảng chữ cái một chút xíu thôi mà. Hãy nhìn bức tranh và cho biết ai là ma nhé. Đó là người đàn ông ở bên phải. Anh ta không đổ bóng. Hai người, Libby và Gray, đang ngồi thư giãn trên ghế đá. Một cảnh sát đến gần họ và nói rằng anh ta nhận ra chiếc xe đạp dựng ở gần đây. Một người đàn ông đã ăn cắp nó ở nơi cách đây vài dãy nhà. Anh ta hỏi xem ai đã ăn trộm nó, nhưng cả hai đều phủ nhận. Bạn có biết ai là kẻ có tội không? Hãy nhìn vào dấu chân kìa. Chúng dẫn từ chiếc xe đạp đến chỗ Libby đang ngồi. Vì vậy, cô ấy hẳn là người đã ăn trộm nó rồi. Sau một tai nạn, Samara bị mất trí nhớ. Ba chàng trai đến thăm cô. Anh trai sinh đôi, người anh họ thất lạc đã 10 năm không gặp và một anh chàng cùng trường vẫn thầm mến cô. Nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện. Hãy nhìn ví của họ và tìm ra ai là anh trai của Samara. Hẳn là anh chàng này. Nhìn kìa, anh ấy có một bức ảnh với Samara. Anh chàng ngẫu nhiên sẽ không có. Một người anh em thất lạc từ lâu cũng vậy, vì bức ảnh có vẻ cũng mới được chụp thôi. Vào cuối tuần, Kara và bạn bè của cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho một người bạn trên mạng, nhưng Kara đã không xuất hiện. Ở trường, bạn bè hỏi tại sao cô ấy không đến. Cô nàng nói rằng vào tối thứ sáu có chuyện đã xảy ra và cô không có internet và điện trong suốt cuối tuần. Cô nàng nói mình đã tận dụng cơ hội này để học bài và ngồi cả ngày trước máy tính, viết bài luận giữa kỳ. Nhưng bạn bè chẳng ai tin cô. Tại sao vậy? Nếu không có điện, cô ấy sẽ không thể làm việc trên máy tính. PC không hoạt động nếu không có điện và máy tính xách tay sẽ không hoạt động trong 2 ngày nếu không được sạc. Lenore đã vô tình gửi một tin nhắn cho chị gái thay vì người bạn thân của mình, nhưng cô không muốn chị gái đọc được. Cô ấy đã lấy trộm máy tính xách tay của chị và cố gắng xóa nó đi. Tuy nhiên, máy tính xách tay yêu cầu mật khẩu.
May sao là có một gợi ý. Math 2. Music 2. History 6. 5. Drama 2, 3. Mật mã là gì? Mỗi số chỉ ra chữ cái bạn nên lấy từ tương ứng. Chữ cái thứ 2 trong Math là A, chữ cái thứ 2 trong Music là U, chữ cái thứ 6 và thứ 5 trong History là R và O, và chữ cái thứ 2 và thứ 3 trong Drama là R và A, mật khẩu là Aurora. Esme đang đi dạo trong rừng và bị lạc. Cuối cùng như mọi khi, cô đã tìm thấy ngôi nhà của mụ phù thủy. Cô nàng này gặp mụ phù thủy hoài, phát mệt luôn. Cô ấy bước vào, chào, nựng con mèo và nhờ phù thủy đưa cô về. Phù thủy muốn thực hiện một thỏa thuận. Nếu Esme giải được câu đố mới toanh của mình, mụ sẽ giúp cô ấy. Nếu không, Esme sẽ ở lại với họ mãi mãi. Phù thủy bịt mắt Esme. Có một số lượng đồng xu không xác định ở trên bàn. 6 đồng ngửa và số còn lại sấp. Bị bịt mắt, Esme phải chia đồng xu thành hai nhóm sao cho hai nhóm có lượng đồng xu ngửa bằng nhau. Cô ấy sẽ làm như thế nào? Vì có 6 đồng xu ngửa, Esme lấy 6 đồng xu ngẫu nhiên và lật chúng lại. Cho dù có bao nhiêu đồng xu và cô ấy cầm bao nhiêu đồng ngửa, thì Esme vẫn thành công. Đó là bởi vì số đồng xu ngửa mà cô ấy có được trong số 6 đồng xu ngẫu nhiên chính xác là số đồng xu ngửa còn lại trong đống kia. Vì vậy, khi cô ấy lật lại chúng, chúng sẽ bằng nhau. Estelle đến một hòn đảo để nghỉ mát. Toàn bộ dân địa phương ở đó luôn nói sự thật, còn toàn bộ khách du lịch thì luôn nói dối. Hai cô gái đến gần cô và một người nói, chào, tôi là Sylvie, tôi là khách du lịch ở đây, và đây là Tessa, cô ấy là dân địa phương. Bạn có biết hai cô gái này là dân địa phương hay khách du lịch không? Vì dân địa phương luôn nói sự thật nên họ sẽ không bao giờ gọi mình là khách du lịch. Do đó, Sylvie phải là khách du lịch. Nhưng chắc hẳn cô ấy đang nói dối điều gì đó. Nếu đó là sự thật về bản thân thì cô ấy đang nói dối về Tessa. Vì vậy Tessa cũng là khách du lịch. Cô Virginia Dow là một quý cô trẻ, giàu có. Cô ấy yêu đồ trang sức và giữ một bộ sưu tập những món đồ yêu thích của mình trong hộp kín ở phòng thay đồ. Một buổi sáng, cô bước vào thì thấy có người đã phá kính và lấy trộm đồ trang sức của cô. Thám tử có 3 nghi phạm. Cô quét dọn của Dell, Willow, người dọn dẹp nhà hàng ngày, bạn thân của Dell, Kelly, người có chìa khóa vào nhà, và em họ của cô, Sophia, người ở với Dell trong dịp nghỉ lễ. Willow nói rằng đêm qua khi cô dọn phòng vào khoảng 10 giờ tối, mọi thứ vẫn bình thường. Kelly nói cô ấy đã không ở nhà vài ngày. Sophia nói việc đi quanh nhà người khác và ăn trộm đồ trang sức không phải là cách hành xử của cô ấy. Ai đã lấy trộm đồ trang sức? Đó là người phụ nữ quét dọn. Có vẻ như ngay sau khi làm vỡ kính và lấy trộm đồ trang sức, cô ta cũng quét sạch các mảnh kính trong khi lau dọn rồi. Một đêm giông bão nọ, Alana và em gái của cô đã thức khuya để xem phim dài tập. Đang xem thì có dự báo thời tiết. Cô biên tập viên nói rằng trời sẽ mưa trong 2 ngày nữa, nhưng trong 72 giờ tới, trời sẽ trong và nắng. Harrison gọi cảnh sát và báo rằng có người đã đột nhập vào nhà cô. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cô bị trói vào ghế. Harrison nói rằng có một người đàn ông đeo mặt nạ đen đã vào nhà và trói cô lại, khiến cô không thể cử động. Sau đó anh ta lấy hết tiền tiết kiệm của cô và bỏ đi. Nhưng cảnh sát không tin Harrison và bắt cô ta vì tội khai báo sai. Tại sao vậy? Nếu Harrison không thể cử động thì làm sao cô ta có thể gọi cảnh sát? Hôm đó là sinh nhật của Hinesley. Bố mẹ cô nói họ có một món quà cho cô, nhưng cô phải tìm ra nó trước. Để giúp con gái, họ đã đưa cho cô một mảnh giấy có ghi: Hinesley nên tìm quà của mình ở đâu? Có vẻ như ghi chú không có nghĩa gì, nhưng đó chỉ là vì các chữ cái đã bị đổi chỗ. Nếu Hinesley xếp chúng theo đúng thứ tự, cô sẽ có được chỉ dẫn khá đơn giản: quà của con giấu dưới tầng hầm. Sydney nói với mẹ rằng cô và đội gym của mình sẽ tham gia trại thể thao vào cuối tuần. Bà Stevenson hiểu rõ con gái nên nghi ngờ rằng đó chỉ là một cái cớ. Sydney sẽ đi chơi cuối tuần với bạn trai.
Tuy nhiên, bà Stevenson vẫn giúp Sydney xếp đồ và để cô đi. Khi Sydney về nhà, cô đã giận mẹ vì quên xếp bàn chải đánh răng. Đó là khi bà Stevenson nhận ra bà đã đúng. Sydney không đến trại thể thao. Làm sao bà biết được? Khi xếp đồ đạc cho Sydney, bà đã để bàn chải đánh răng vào túi đồ đựng quần áo thể dục. Nếu con gái bà thực sự đến trại thể thao, cô đã mở túi và tìm thấy bàn chải. Nhưng Sydney không thấy, nghĩa là cô không dùng chiếc túi đó. Hãy nhìn những người đang mua hàng tạp hóa này. Một người trong số họ đã ăn trộm một quả dưa hấu. Bạn có biết là ai không? Hẳn phải là anh chàng bên phải. Anh ta đang cầm một quả bóng, nhưng có vẻ như nó rất nặng. Quả bóng đá không nặng như thế, nên đó chắc chắn là quả dưa hấu được ngụy trang. Mason đi thám hiểm ở Nam Cực. Sếp của anh yêu cầu anh gửi hình ảnh để chứng minh anh thực sự ở đó. Mason gửi các bức ảnh mỗi ngày, nhưng khi anh trở về sau chuyến thám hiểm, sếp đã sa thải Mason. Hãy nhìn kỹ các bức ảnh và cố hiểu xem sếp của Mason không thích điều gì. Mason được cử đến Nam Cực, nhưng một trong số bức ảnh bạn có thể thấy cây cọ. Không ngạc nhiên khi người sếp nhận ra những bức ảnh đó đã được chỉnh sửa và Mason không hề đến đó. Một ông lão có thị lực rất kém sống chung với con trai tên Mark vì ông luôn cần giúp đỡ. Một ngày nọ, người đàn ông đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành và con trai ông đang chuẩn bị bữa tối. Đột nhiên, Mark nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Anh chạy vào phòng và thấy cửa sổ bị vỡ. Anh hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cha anh kể rằng một anh chàng tóc đen, mắt đen đã ném đá vào cửa sổ khiến nó vỡ. Sau đó anh ta bỏ chạy. Nhưng Mark không tin cha mình. Tại sao vậy? Cha anh có thị lực rất kém và ông không đeo kính vào thời điểm xảy ra sự cố. Ông không thể nhìn thấy anh chàng kia, chứ đừng nói là màu tóc và mắt của anh ta. Savannah đi công tác cùng chồng. Vào buổi tối, cô cảm thấy không được khỏe và đột nhiên bất tỉnh. Vài tiếng sau khi Savannah tỉnh dậy, cô không thể nhớ được gì cả. Trước mặt cô có hai người đàn ông và cả hai đều tự nhận là chồng cô. Savannah không thể nhớ ai trong hai người họ là chồng mình. Bạn có thể giúp cô tìm ra không? Vì họ đã đến một cuộc họp ở công ty nên cả hai đều ăn mặc phù hợp. Anh chàng mặc áo hoodie trông không sang trọng. Vì vậy, chồng Savannah phải là người kia, người đàn ông mặc vest. Giờ cô gái Susanna này cũng không thể nhớ chồng mình là ai. Bạn có thể giúp cô ấy không? Đó là anh chàng này. Nhìn kìa, anh ta đang đeo nhẫn trong khi người kia có vẻ như chưa kết hôn. Cha mẹ của Eva là John và Catherine đến bệnh viện để đón cô. Bạn có biết ai trong số những thiếu niên này là con của họ không? Là cô gái này. John và Catherine là cha mẹ của Eva. Eva là tên con gái và đây là cô con gái duy nhất trong phòng. Esme đang đi dạo trong rừng như thường lệ. Đến tối, cô nhận ra mình lại bị lạc lối. Cô đã đi lang thang khắp nơi cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà của bà phù thủy. Esme vuốt ve con mèo, chào bà phù thủy và nhờ bà đưa cô về nhà. Khi đó, phù thủy đang tham gia giải đấu toán học dành cho các phù thủy trên khắp thế giới. Bà rất muốn chiến thắng để chứng tỏ mình là phù thủy thông minh nhất. Còn một câu cuối cùng mà bà không thể giải được. Bà phù thủy hứa nếu Esme giúp được, bà sẽ để cô về nhà. Còn không, cô sẽ phải ở lại với bà mãi mãi. Đây là câu đố. Chỉ di chuyển 3 que diêm để có 3 hình vuông giống nhau. Bạn chỉ cần chuyển 3 que diêm này sang đó. Câu trả lời đúng và Esme được về nhà. Thor bảo bạn bè đoán mật mã gồm 3 chữ số. Kỳ nghỉ đến rồi, bạn đã mua một tấm vé để di chuyển tới hòn đảo đáng nhớ với đầy những trò giải trí nọ. Bạn đến đó bằng trực thăng. Đáng tiếc thay,
bạn sẽ không được thư giãn nhiều đâu, vì ngoài vui chơi, bạn còn phải giải khà khà các câu đố. Và ở cuối video, hãy đếm xem bạn đã làm tốt đến đâu nhé. Bạn sẽ đừng giải trí cả ngày dài luôn đấy. Những câu đố đầy thử thách yêu cầu bạn phải tập trung và chú ý. Nhưng lần này, bạn vừa muốn giải đố vừa muốn thư giãn, nên hãy tận hưởng nha. Điều đầu tiên bạn làm là đến một bữa tiệc trên bãi biển. Nắng vàng, biển xanh và bãi cát trắng nóng hổi. Bạn mua một lon nước ngọt và bắt đầu nhảy nhót. Đột nhiên, âm nhạc dừng lại. Bạn hỏi DJ xem có chuyện gì. Cô ấy nói, có người đã rút dây của loa. Bạn đi ra phía cánh gà và thấy 5 dây có màu sắc khác nhau. 2 dây cần được cắm vào loa. Dây nào nhỉ? Nhanh lên, hãy cứu lấy bữa tiệc. Đỏ và xanh lá, có các vòng tròn với màu tương ứng trên lỗ cắm của mỗi loa. Bữa tiệc tiếp tục rồi, bạn mệt và đói nên đã đi tới một nhà hàng có cả dãy buffet lớn với những món nóng hổi. Bạn mua 2 cái sandwich và ngồi vào bàn. Sau bữa ăn ngon miệng, bạn quyết định tráng miệng với trái cây tươi. Bạn đi đến bàn có chuối, táo, dứa và kiwi. Một vài trái không được tươi, là loại trái cây nào vậy? Và tại sao? Tất cả các khay trái cây đều sắp hết sạch, chỉ trừ kiwi là còn rất nhiều. Mọi người không lấy quả này vì chúng không được tươi cho lắm. Sau bữa trưa, bạn đi ra bãi biển, cát nóng đến nỗi bạn có thể chiên trứng trên đó. Vì vậy, bạn đã đeo giày vào. Bạn nhìn thấy một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Vì muốn tham gia cùng nên bạn di chuyển đến gần hơn, nhưng sân chơi đã trống không. Bạn bị ảo giác hay mọi người rời đi nhanh đến nỗi bạn không nhìn thấy vậy? Bạn nghĩ sao? Chỉ là ảo giác thôi, vì chẳng có dấu chân nào trên cát cả. Mặt trời nóng bỏng và bạn muốn đi vào rừng rậm để trốn dưới những bóng cây mát rượi. Bạn đi tới một bãi đất trống rộng rãi và thấy vài người đang ngồi với tư thế hoa sen. Đó là một buổi thiền. Mọi người nhắm mắt thư giãn và không thấy bạn tới gần. Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh họ và nhận ra rằng mấy người này rất kỳ lạ. Chính xác đó là gì? Họ không chỉ ngồi, họ đang lơ lửng phía trên mặt đất vài centimet. Họ là ai vậy? Bạn hoảng sợ và chạy thục mạng khỏi cái nơi này. Bạn chạy qua rừng rậm và nhìn thấy 3 con đường, một đường rải đầy mảnh kính vỡ. Cây có gai ở đường thứ 2 và bạn thấy thang nóng đỏ ở đường thứ 3. Bạn sẽ chọn đường nào? Thực ra, bạn đi đường nào cũng được. Bạn đã đeo giày từ lúc ở bãi biển mà, nhớ chứ? Ở giữa hòn đảo, bạn tìm thấy một căn nhà lớn cũ kỹ. Mái nhà đã bị hư hỏng, còn cửa sổ thì vỡ tan tành. Nhưng có âm nhạc phát ra từ căn nhà đó. Bạn nhìn vào bên trong và thấy một nhóm người mặc áo khoác đang nhảy theo một bài nhạc điện tử. Bạn tham gia vào bữa tiệc và để ý thấy ai cũng có răng nanh nhô ra khỏi miệng. Mọi người quay về phía bạn và nhìn không thân thiện lắm. Thoạt đầu, bạn sợ sánh mặt nhưng rồi lại nhận ra những người này đang giả vờ làm macaron. Răng nanh và áo choàng chỉ là một phần của buổi dạ hội hóa trang mà thôi. Làm sao bạn biết họ không phải là macaron? Mái nhà đã bị hỏng,